À, xin chào vị trả lời chương trình từ trường TV. Thì ông Ted Osius là một cựu đại sứ của Hoa Kỳ ở tại Việt Nam trong một thời gian từ năm 2014 đến năm 2017. Thì ông này là một nhân viên ngoại giao có thể nói rằng chuyên nghiệp và được bổ nhiệm ở hoạt động ở trong Việt Nam. Thì trong cái thời gian hoạt động thì ông Ted Osius cũng đã có rất là nhiều các sự đóng góp cho cái quan hệ Việt-Mỹ. Trong đó người ta thấy rằng hình ảnh một người cũng rất là thân thiện với người dân Việt Nam và cũng lăn xả cái công việc rất là nhiều đến những cái địa phương này, địa phương khác trong rất nhiều các hồ sơ về việc mà tìm kiếm hài cốt người Mỹ, ngay cả cái việc mà xử lý các cái chất độc dioxin chẳng hạn và trong nhiều cái chương trình khác nữa. Trong đó là những cái mối quan hệ giữa Việt Nam với Hoa Kỳ, những cái sự tương tác qua lại và trong cái thời điểm của ông Ted Osius làm đại sứ đó thì cái quan hệ Việt Mỹ cũng là một cái bước ngoặt mới. Có thể nói rằng cái đà tăng tiến đó, nó đẩy lên một cái tầm cao. Có thể nói rằng đây cũng là một cái xu thế chung thôi, một cái xu thế mà tất yếu của cái quan hệ Việt Mỹ và đây là một cái chính sách mang tính chiến lược của cái chính quyền của Hoa Kỳ, chứ không phải là do một cái cá nhân được mà lập ra. Tuy nhiên thì nhắc đến ông Ted Osius thì có thể nói rằng có một cái sự việc xảy ra cũng làm cho một cái sự tranh luận á, nó gây ra một cái sự xôn xao. Cụ thể là trường đại học Fulbright ở trong Việt Nam đã tiến hành để mà tổ chức một cái buổi ra mắt cho một cái quyển sách, hay đúng hơn là một cái cuốn hồi ký của ông Ted Osius, một cái người mà đại sứ ở Việt Nam. Và trong cái cuốn sách này thì ông ta viết gần như đó là những cái sự việc liên quan đến vấn đề Việt Nam không. Không có nói về những cái vấn đề khác. Cuốn sách có cái tựa đề là Nothing is Impossible. Thì đây là một cái quyển sách mà sau này đó thì chính Đại học Fulbright lẽ ra thì họ cũng đã tính là sẽ tổ chức một cái buổi ra mắt ở tại một cái trường đại học Fulbright ở tại thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên thì sau đó cũng đã hủy. Thì chính vì cái việc mà hủy như thế này đó thì ông Ted Osius tỏ ra là thất vọng và ông ta cũng đã có một cái buổi trả lời ở trên báo BBC của Việt ngữ và nói rằng đó là có vẻ như ai đó đã không thích cái nội dung của cái cuốn sách này, cho nên là người ta không muốn ông ta đưa cuốn sách đó ra. Và trong cái cuốn sách này đó là vì cái vấn đề gì mà tại sao mà Đại học Fulbright của Việt Nam họ không được tổ chức, hay là họ họ tự ý họ họ ngăn cái việc này. Thì cụ thể như là ở trên trang nhà của cái trường đại học Fulbright Việt Nam đó thì đăng ở trên cái trang Facebook và cái trang nhà của cái nhà trường đó thì nói về cái cuộc gặp gỡ hôm 30 tháng 10 năm 2021 và sẽ giao lưu trực tuyến với cụ đại sứ Ted Osius về cái cuốn sách mà mới ra mắt của ông ta. Tuy nhiên thì cái sự việc này nó đã tính rằng cái sự việc nó sẽ diễn ra vào thứ năm ngày 4 tháng 11 vào lúc 20 giờ đến 21 giờ 30, nhưng mà cụ thể thì cái buổi trò chuyện này đó có thể nói rằng nói về thế giới qua những cái trang sách. Tuy nhiên thì cái chương trình này cuối cùng cũng đã bị hủy bỏ, và cái việc hủy bỏ như thế này đó thì có thể nói rằng ở trong trường Fulbright, một cái trường rất là uy tín ở trong Việt Nam, cái trường này thì do Mỹ tài trợ để mà thành lập ở trong Việt Nam để mà giúp cho Việt Nam đào tạo những cái nhân lực, nhất là trong những cái ngành như là quản lý, coi như là ngành mà quản lý công á, thì đây là cái trường rất là quan trọng và nhiều người học cái trường này ra thì giữ những cái vị trí cũng rất là quan trọng trong cái chính quyền của Việt Nam hiện nay. Có thể nói rằng những cái ban cố vấn, chúng ta thấy là ban cố vấn chính phủ cũng có những cái thành viên ở trong Đại học Fulbright, ngay cả cái ban cố vấn của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố trong cái chương trình gọi là cái chương trình thực hiện các cái biện pháp hay là những cái giải pháp và cái tư vấn cho cái cách chống dịch đó. Thì trong đó thì ông Nguyễn Thành Phong thành lập ra là 7 người, thì trong đó hết là 3 người là từ Đại học Fulbright rồi. Cho nên thấy rằng những người ở nơi đây rất là quan trọng. Và Đại học Fulbright thì ngưng cái việc mà ra mắt sách của ông Ted Osius nhưng mà không đưa ra một cái lý giải nào hết. Thì bây giờ đó, ông Ted Osius đã trả lời trong BBC Việt ngữ thì nói rằng, ám chỉ rằng có lẽ là người ta không thích cái nội dung trong cuốn sách đó. Và có ai đó không thích cho nên có thể là chỉ nói như vậy thôi.
và không có nói lý do là vì sao ngưng hay là được thông báo như thế nào, hoặc là phía bên Fulbright làm sao. Và ông ta gần như muốn đá trái banh cho cái trường đại học Fulbright để mà đại học Fulbright người ta phải giải thích cái vấn đề này. Tuy nhiên thì vụ việc đến ngày hôm nay có lẽ như cũng đã lắng dịu rồi và không có thấy một cái nơi nào khác nói chuyện cả. Thì chúng ta nhớ là cái sự kiện của ông Nguyễn Xuân Phúc đi sang Hoa Kỳ để mà tham dự cái Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc hồi cuối tháng 9 năm 2021, khi mà có cái sự tham dự tiếp xúc của ông Tedros Osiris, thì ông Nguyễn Xuân Phúc cũng có chào ông Tedros Osiris và cũng có nói là chúc mừng cho cái cuốn sách đó, và ông ta cũng đã nhắc lại rằng là coi đây giống như là một cái sự thừa nhận hay là một cái sự chúc mừng của cái nguyên thủ quốc gia của Việt Nam. Thì có những cái ý kiến nói rằng ông Nguyễn Xuân Phúc chỉ chào hỏi hay là chúc mừng mang cái chất là xã giao thôi, chứ thật ra thì cái cuốn sách đó có khi người ta cũng chưa có đọc, chưa có hiểu được cái nội dung của nó như thế nào. Thì trong cái nội dung của cuốn sách á, có thể nói rằng ông ta đã là một cái người sống ở Việt Nam rất là nhiều năm rồi. Trước đó thì ông ta cũng hoạt động trong cái lĩnh vực ngoại giao ở một số các khu vực ở bên châu Á. Và khi mà đến Việt Nam thì ông này thì cũng chịu học cái tiếng Việt cho nên cũng hiểu rất là nhiều. Và một cái hình ảnh của một cái người mà thường đi ra ngoài đường phố và đi đến những cái địa phương rồi tiếp xúc với nhiều người nữa. Và chính trong cái đại sứ quán của Hoa Kỳ đó cũng thường hay tổ chức các sự kiện và mời rất là nhiều người. Trong đó thì có những cái người đó mà gọi là nằm trong cái giới đấu tranh dân chủ nhân quyền hay là những cái người gọi là bất đồng chính kiến và ngay cả nhiều cái giới khác nhau nữa. Cho nên là trong cái con mắt đánh giá của nhiều cái dư luận ở trong Việt Nam nó cũng rất là khác nhau. Có người thì khen chê, có người nói rằng cái việc làm như thế là cần thiết, có người thì nói rằng đây là một cái cách hoạt động mà mang tính chất là khiêu khích, chỉ trích hoặc là mang tính chất để mà làm rối, rồi có người thì nói rằng là muốn cổ xí cho nhân quyền dân chủ cho Việt Nam. Và nói chung là cái sự đánh giá nó rất là khác nhau và cho thấy rằng đó ông Ted Osius khi mà ông ta muốn đưa ra những cái thông tin ở trong cái cuốn hồi ký này thì đa phần những người mà họ viết hồi ký thì họ lúc nào cũng khen mình, khen cái bản thân mình hoặc là nói về cái sự có công của mình trong rất là nhiều thứ. Thì ông ta có đề cập đến những cái vấn đề khi mà đề cập đến những cái nhân vật á ở trong cái chính quyền của Việt Nam, thí dụ như ông Nguyễn Xuân Phúc, ông Nguyễn Phú Trọng, rồi ngay cả ông Nguyễn Tấn Dũng, rồi rất là nhiều người khác nữa, ngay cả ông Nguyễn Chí Vịnh và nhiều cái nhân vật rất là cao cấp ở trong Việt Nam. Và khi mà nhắc đến những cái nhân vật đó thì ông Ted Osius có viết rất là nhiều các cái tình tiết, và những cái tình tiết đó thì rất là khó để mà kiểm chứng được nó là thật hay là nó giả hay là nó đúng là đúng như thế nào. Nói chung tất cả những cái vụ việc như vậy mang tính chất là nhạy cảm và cho thấy rằng nếu như đó, ví dụ như người ta cũng nói rằng là cái việc mà cái cuốn sách này nó có nhằm nhạy cảm hay không, và nếu như nó nhạy cảm đó thì nó nằm ở chỗ nào. Và Đại học Fulbright là một cái đại học được cho rằng cái tính chất độc lập rất là cao, và cũng nói rằng là Đại học Fulbright đó là của Hoa Kỳ nhưng mà họ lại đi làm những cái vụ việc như vậy thì cũng bị chỉ trích tự ý để mà hoặc là vì một cái lý do áp lực gì đó để mà ngưng như vậy, thì cái uy tín của Đại học Fulbright nó đã không còn. Và nói rằng là Đại học Fulbright đó làm như vậy thì không có tôn trọng, hay nói đúng hơn là mang chất là mờ ám hay là bị khuất phục bởi một cái áp lực nào đó từ cái chính quyền của Việt Nam. Thì tất cả những cái sự chỉ trích này nó vẫn còn ở trên mạng xã hội và chủ yếu là nó đến từ những cái bài báo hay là những cái tổ chức, những cái cá nhân ở bên ngoài Việt Nam thì nhiều hơn. Người ta gọi là đấu tranh dân chủ nhân quyền thì họ nói cái những cái điều đó, và cho thấy rằng những cái việc làm như vậy thì nó sẽ mất uy tín cho một cái đại học Fulbright, một cái đại học gọi là ưu tú, một đại học đào tạo những cái sinh viên và gọi là trọng dụng nhân tài và tôn trọng những cái tiếng nói khác biệt và tôn trọng những cái suy nghĩ sáng tạo của những cái nhân tài đó, đủ thứ chuyện hết. Nhưng mà cuối cùng thì lại không có giúp nổi cho một cái người cựu đại sứ của Việt Nam, đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam, để mà giới thiệu một cuốn sách đối với những người dân Việt Nam. Thì đây là một cái điều được cho rằng là thất bại của một đại học Fulbright. Nói chung rằng có khá nhiều những cái sự chỉ trích rất là nặng nề, có những người họ nói như vậy và cho thấy rằng cái việc mà tự trị của một đại học này phải xem lại hay là đã biến thành một cái đại học của Việt Nam rồi. Rồi chúng ta thấy rằng trong cái cuốn sách đó thì ông Ted Osius nói rất là nhiều về
những cái người giống như ngay cả ông Phùng Quang Thanh, rồi ngay cả những cái đại sứ của Việt Nam ở tại Hoa Kỳ trong cái thời điểm đó, tức là những cái người gọi là đồng chức á, với ông Ted, rồi những cái hoạt động của ông ta trong cuốn sách thì nói về cái việc mà ông này đó có cái công rất là lớn vào khi mà tiếp nhận cái chức gọi là đại sứ của Việt Nam từ một cái người tiền nhiệm. Thì những cái hoạt động của ông ta là nó mang tính chất giúp cho Việt Nam bước sang một bước tiến mới, và ông ta nhắc nhiều về cái chuyến đi của ông Nguyễn Phú Trọng đến Hoa Kỳ. Và ông Ted Sosius này cũng cho rằng mình là cái người đóng cái vai trò chính yếu mà nó chất là quyết định trong cái việc để mà dàn xếp thành công cho cái chuyến đi đó. Bởi vì ở phía Hoa Kỳ đó có một cái chủ trương rằng sẽ không tiếp một ông gọi là tổng bí thư của một cái đảng, và khi đó thì ông Nguyễn Phú Trọng chưa có đảm nhiệm cái chức vụ gọi là tổng bí thư kiêm chủ tịch, mà chỉ mới là tổng bí thư thôi. Cho nên mới nói rằng là thường á, là chính phủ Mỹ là một cái chính phủ gọi là nghị viện, và hồi trước giờ có một cái nghi lễ là người ta chỉ tiếp xúc những cái nguyên thủ thật sự thôi, và nguyên thủ được định nghĩa rằng đó là phải chủ tịch nước hoặc là quốc vương hoặc là những cái người mà gọi là tổng thống chẳng hạn, chứ còn không có tiếp những cái lãnh đạo của một cái đảng phái nào. Trong khi đó thì ở Việt Nam thì có một cái chế định khác, chế định là tổng bí thư là cái người lãnh đạo mọi mặt toàn diện, ngay cả lãnh đạo chính phủ luôn, chính lãnh đạo nhà nước luôn nữa. Cho nên là những cái điều đó nó phải tạo ra một cái sự bàn cãi, và nói rằng là chính quyền của Việt Nam khi đó đã tiếp xúc với ông Ted Sosius và yêu cầu á, nó có một cái sự tác động đối với Hoa Kỳ để mà thiết lập cho cái chuyến đi thành công. Và ông ta đã thông qua rất là nhiều người, ngay cả những cái nghị viên, rồi trong cái trường hợp đó cụ thể như là ông John Kerry, rồi nhiều người khác để mà tiếp xúc trực tiếp với ông Obama. Và trong một cái buổi ăn đối ông Obama thì ông John Kerry cũng đã thuyết phục thành công, thì ông ta nhấn mạnh về những cái điều đó. Tuy nhiên thì có thể nói rằng những cái sự mà khó khăn trong cái cuộc dàn xếp đó, cụ thể như là cái chuyến viếng thăm vào năm 2015 đó, trong cái lúc mà ông ta còn đang làm đại sứ, và ông Ted Sosius nói rằng ông ta nhận được những cái yêu cầu từ phía Việt Nam, cụ thể là từ ở phía mình ông Nguyễn Phú Trọng, hay còn mang tính chất là từ ở phía mình Đảng Cộng sản Việt Nam. Nhưng mà cái cuộc mà để mà sắp xếp như vậy nó không theo những cái thông lệ thường kỳ của ở phía Hoa Kỳ, cho nên là đây là một cái sự khó khăn, và ông ta đã thành công. Và sau đó thì chúng ta thấy rằng có một cái buổi tiếp đón ông Nguyễn Phú Trọng tại Hoa Kỳ, và chính vì cái sự mà tiếp đón này nó đã tạo ra cái uy tín của ông Nguyễn Phú Trọng, hay nói đúng hơn là Đảng Cộng sản Việt Nam. Và cũng nhờ cái cột mốc này, cũng thừa nhận trước dư luận của thế giới rằng cái vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với nhà nước Việt Nam, đối với nhân dân Việt Nam, và đây là một cái chính thể được thế giới được công nhận. Nói chung cái thắng lợi cho Việt Nam là rất là nhiều, và ông ta muốn nhận công và muốn nhận rằng là chính ông ta mới là cái người trực tiếp. Tuy nhiên thì có một cái thực tế là chúng ta cũng hiểu được rằng là cái vị thế của Việt Nam trong cái mối quan hệ tương sinh cùng với cái thế giới phẳng như hiện nay, và trong cái địa giới của Việt Nam, địa chính trị của Việt Nam rất là quan trọng nữa. Và cái chiến lược của Hoa Kỳ ngay thời Obama cũng nói rằng là chuyển trục sang châu Á Thái Bình Dương, cho nên á, là bắt buộc là những cái nước mà nó có vai trò rất là quan trọng, 100 triệu dân, cái nước mà đông dân số thứ nhì ở trong các khu vực Đông Nam Á, thứ nhì thứ ba trong khu vực Đông Nam Á, và cái vị thế chiến lược rất là quan trọng kế bên Trung Quốc nữa. Cho nên rằng trước sau gì đó thì Hoa Kỳ cũng vẫn phải có một cái sự quan hệ rất là chặt chẽ, và người ta thấy lần sau cái chuyến đi của ông Nguyễn Phú Trọng sang Hoa Kỳ, và sau đó thì ông chủ tịch nước của Việt Nam là đã bị mất, thì Đảng Cộng sản Việt Nam, rồi ngay cả Quốc hội của Việt Nam cũng đã tiến hành bầu ông Nguyễn Phú Trọng làm chủ tịch nước, tức là ông tổng bí thư kiêm chủ tịch luôn, tức là người đứng đầu đảng, vừa là đứng đầu nhà nước. Thì đây là một cái điều nó rất trở thành một cái thông lệ chung rồi, và coi như là ông Nguyễn Phú Trọng sau này thì tiếp đón các cái đoàn đó. Trong cái lúc mà giữ vai trò là chủ tịch nước thì nó là một cái điều mà phía Mỹ người ta không có ý kiến gì hết. Tuy nhiên thì ông Obama, thật ra thì chính phủ Hoa Kỳ trước kia cũng đã tiếp rất là nhiều người, trong đó thì những ông tổng bí thư như là ông Gorbachev,
hay là ngay cả như ông Tập Cận Bình chẳng hạn cũng là tổng bí thư, hoặc là sau này thì ông Obama trong cái thời của ông ta cũng đã đi sang tiếp xúc ông Raúl, coi như là ở bên Cuba đó, ông đó cũng là tổng bí thư. Nhưng mà cuối cùng thì những người đứng đầu đảng thì nữa mà người ta biết là có thực quyền, rõ ràng người ta vẫn tiếp xúc. Tuy nhiên thì ông Tập Cận Bình là một người cũng vừa kiêm chức luôn tổng bí thư và chủ tịch nước, thì đó cũng là một cái mô hình mà sau này ở Việt Nam ông Nguyễn Phú Trọng cũng đã coi như là cũng đã có một cái nhiệm kỳ, coi như không phải là tròn tròn cái nhiệm kỳ, đã giữ cái chức gọi là kiêm tổng bí thư và chủ tịch nước. Và ông Ted Oxyczynski thì nói về cái việc mà để ông Trọng đó tiếp xúc với lập được được cái thành công cái chuyến đi của ông Nguyễn Phú Trọng sang Hoa Kỳ là một cái thành tựu quan trọng nhất của cái nhiệm kỳ của ông ta. Và trong năm năm 2016 và sau đó thì chúng ta thấy rằng ở Việt Nam cũng tổ chức thành công các cái hội nghị. Ví dụ như là trước kia đó thì có cái hội nghị coi như là cái hội nghị APEC, rồi sau đó thì ông hết ông Obama thì có cái hội nghị, ngay cả ông Tổng thống Donald Trump cũng đã 2 lần đến Việt Nam. Trong đó thì có một cái lần dự hội nghị và một cái lần đó thì tiếp xúc cái cuộc gặp thượng đỉnh đối với ở phía Bắc Triều Tiên, và Việt Nam đã tổ chức thành công những cái sự việc như vậy. Và ông ta nói rằng cái việc mà cái việc làm của ông Ted Oxyczynski đã tạo ra cái nền móng để mà đưa một cái sự thăng tiến trong cái quan hệ ngoại giao giữa 2 nước. Nhưng mà chúng ta trở lại cái thời kỳ trước kia, như năm 2007 chẳng hạn, thì ở Việt Nam cũng đã tổ chức thành công một cái hội nghị APEC rồi. Một cái hội nghị APEC khi đó thì ông Tổng thống George W. Bush á, cũng đã đến Việt Nam, và những cái người mà trong những cái bộ áo dài, trong đó có cả ông Putin, có cả rất là nhiều người, và cái hội nghị đó cũng rất là thành công. Khi đó thì ông Ted Oxyczynski ở đâu? Và rõ ràng chúng ta thấy rằng cái quan hệ giữa Việt Nam và Hoa Kỳ nó nằm trong một cái chương trình nghị sự chung. Dĩ nhiên ở góc độ ngoại giao, có thể là chính quyền của Việt Nam đã yêu cầu người đại sứ của Hoa Kỳ là về cái vấn đề là để sắp xếp bố trí cho một cái cuộc gặp như vậy. Và dĩ nhiên một cái cuộc gặp của những người nguyên thủ quốc gia hay là những cái người lãnh đạo của chính quyền, chính phủ hay là trong một cái cấp độ nào đó, thì rõ ràng đây là vấn đề phải thông qua ngoại giao thôi, thông qua lãnh sự, thông qua đại sứ, và cái điều đó rất là bình thường, và rất có thể là trong cái góc độ quan hệ người ta cũng sử dụng rất là nhiều kênh khác nhau, dĩ nhiên có nhiều cấp độ khác nhau nữa. Và đây là một cái nhiệm vụ chung mà ông Ted Oxyczynski lẽ ra phải làm thôi chứ không có vấn đề gì hết. Nhưng mà ông ta bây giờ thì viết cái cuốn hồi ký đó theo cái kiểu nhận công và cái kiểu nhận vơ, thì thật ra là cái việc đó thì ông ta nói thì cũng tạo ra một sự tranh luận thôi. Nhưng mà có những cái vấn đề khác khi mà ông Ted Oxyczynski đề cập đến rất là nhiều các cái vụ việc, như là những cái cá nhân chẳng hạn, thì những cái cá nhân là những người lãnh đạo ở trong đó thì nói rằng người này tánh ý rồi cách thức như thế này thế kia, hay là phe này nhóm nọ các thứ này kia nọ, rồi đặt ra những cái thuyết âm mưu chẳng hạn. Thì những cái cách như vậy đó nó không phù hợp với cái cách suy nghĩ của những người Việt Nam, bởi vì khi mà liên quan đến rất là nhiều những cái vấn đề mà thuộc về tế nhị chẳng hạn, khi mà nói về ảnh hưởng tới cái danh dự nhân phẩm hoặc là ảnh hưởng đến cái công tác hoạt động của những người khác, nhất là những người mà lãnh đạo, những nguyên thủ chẳng hạn, thì rõ ràng phải có những cái chứng cứ và phải có những cái lý do thuyết phục, chứ không phải rằng cứ lung tung như vậy. Thì bây giờ cái cộng đồng người Việt Nam ở tại hải ngoại thì thật ra khi nhắc tới ông Ted Oxyczynski thì người ta cũng cũng chia ra 2 phe nữa. Một phe thì cũng ủng hộ, nhất là những cái giới gọi là đấu tranh dân chủ nhân quyền gì đó, thì cho rằng ông này trong cái lúc mà làm đại sứ đó thì cũng giúp rất là nhiều, và tổ chức gặp gỡ những cái chương trình rồi gặp gỡ những cái người đấu tranh dân chủ nhân quyền bất đồng chính kiến gì đủ thứ chuyện hết. Nhưng mà những người trong cái lực lượng cờ vàng, những người gọi là đấu tranh cực đoan thì họ cũng không thích ông Ted Oxyczynski, bởi vì trong cái nhiệm kỳ của ông ta cũng đã có đến thăm cái vùng Lý Đô Sài Gòn, khi đó thì tổ chức một cái buổi ra mắt những cái cử tri người Việt đó, thì ông Ted Oxyczynski đó đã yêu cầu những người tổ chức đó là không để cái lá cờ vàng trong cái phạm vi mà có thể là ghi hình ảnh của ông ta được. Cho nên rằng những cái sự kiện đó đó bị cho rằng là ông Ted Oxyczynski đã quay lưng lại với cờ vàng, và những người chống cộng người ta không đồng ý cái việc đó, cho nên người ta đã tẩy chay và người ta chỉ trích ông này rất là dữ dội.
Nói chung rằng ông Tất Sơn Nhất cũng đã không được lòng cái cộng đồng Việt Nam 100%. Chỉ có một phần thôi, một phần là những người đó là nằm ở trong cái giới đấu tranh dân chủ nhân quyền thôi. Và khi mà ông ta viết cái cuốn sách như thế này, thì cái cuốn sách này là cái cuốn sách viết bằng tiếng Anh. Không biết rằng ngầm tới đây thì những người mà gọi là đấu tranh dân chủ này họ có dịch sang tiếng Việt hay không. Và nếu mà dịch sang tiếng Việt mà cuốn sách đã không được chấp nhận ở trong Việt Nam, không được phát hành ở trong Việt Nam thì nó cũng viết cho ai coi. Nếu mà viết cho người Mỹ xem đó, thì những người Mỹ mà họ họ có thể là quan tâm đến những cái việc mà góc cạnh nhỏ nhỏ, những cái tiểu tiết ở trong cái chính quyền của Việt Nam thì có lẽ là người ta cũng ít quan tâm. Và hứa cho chính vì cái điều này cho thấy rằng cái cuốn sách của ông Ted Osset có lẽ rằng nó cũng sẽ đi vào quên lãng thôi. Nó cũng giống như rất là nhiều, ông ta cũng bị rơi vào một cái trạng thái rất là chung của rất là nhiều người khi mà viết hồi ký. Lúc nào cũng tự khen mình, lúc nào cũng tự cho rằng mình là cái người có công, mình là cái người là rất là quan trọng, mình là trung tâm của vũ trụ, mình là cái người giỏi giang, rồi mình là cái người mà được nhiều người thương mến, được nhiều người giúp đỡ, được nhiều người mà tạo điều kiện các thứ. Nhưng mà thật ra những cái điều đó nó đã không phản ánh đúng thực tế, cũng như là người ta thấy trong cái bối cảnh chung đó, cái xu thế chung của Việt Nam như thế nào và cái tầm quan hệ giữa hai nước ra làm sao, cái hiệu quả trong cái công việc đó nó như thế nào. Ví dụ chúng ta cũng kể những cái tiểu tiết về những cái việc mà cái cách thức để mà làm sạch cái môi trường như thế nào, cái cách mà làm sạch ở cái dioxin ở trong cái phi trường Đà Nẵng làm sao, rồi cách đốt nóng như thế nào, hoặc là tốn tiền hàng tỷ đô cho những cái chương trình như vậy. Thì thật ra chúng ta biết rằng ở Hoa Kỳ họ có cái công nghệ riêng để mà xử lý thanh lọc các cái chất gọi là chất độc. Thì cái công nghệ đó thì nó tốn rất là nhiều tiền rồi, cái cách mà đào đất lên rồi sau đó đốt nóng ra rồi bắt đầu mới trả đất đó đi đến một nơi khác và đem những cái đất mới đến, và người ta phải làm rất là nhiều các cái công đoạn và tốn rất là nhiều các máy móc thiết bị và ngay cả nhân lực nữa. Và những cái điều này thì ở phía Hoa Kỳ người ta làm rất là bài bản. Và ông Ted Osius thì ông ta kể về cái việc mà đi tìm kiếm hài cốt mất tích cũng vậy, đã được chính quyền của Việt Nam ủng hộ rất là nhiệt tình. Có thể nói rằng chính quyền của Việt Nam lúc nào cũng đáp ứng tất cả các yêu cầu với Hoa Kỳ, dù cho đi bất cứ một cái nơi nào trên đất nước Việt Nam thì cũng sẽ sẵn sàng tạo các cái điều kiện, các cái phương tiện như là xe cộ, rồi ngay cả trực thăng, ngay cả nhiều cái cơ giới khác nữa, và chính quyền ở địa phương thì giúp đỡ rất là nhiệt tình. Có thể nói rằng đây là một cái quan hệ giữa Việt Mỹ. Thật ra thì Việt Nam á, trước kia đó khi mà mới trở lại bình thường hóa Hoa Kỳ đó, có lẽ là có nhiều lúc người ta chưa có hiểu cái cung cách hoạt động của nhau. Thì nhưng mà sau này đến thời của ông Ted Osius là cái thời kỳ cũng đã sau rồi, cho nên là cái việc mà Việt Nam không có còn cảm thấy nó có một sự khó khăn gì hết, thì cái sự hợp tác đó nó rất là chặt chẽ, và đến sau này cũng vậy, thì cái ông đại sứ mới này thì nó cũng càng chặt chẽ hơn nữa. Nhưng mà ông Ted Osius này nói rằng có lẽ là do ông ta, và vì ông ta thân thiện, ông ta giúp đỡ Việt Nam, ông ta là người được người dân mến hay là cái gì thứ chuyện, cho nên thành ra là chính quyền của Việt Nam đã tạo ra cái sự thân thiện, rồi nói chung là muốn nhận cái công của mình. Và cũng kể rất là nhiều những cái tiểu tiết xung quanh đến những cái nhân vật và những cái người lãnh đạo của Việt Nam, những cái điều đó cũng bị chỉ trích rất là nhiều. Người ta nói rằng cái ông này giống như là ông Tám như vậy, và có thể nói rằng những cái tình tiết đó nó không phù hợp với cái luật pháp của Việt Nam, bởi vì không có các cái chứng cứ đi kèm và không có chứng minh được, và nó cũng là một cái vấn đề nhạy cảm. Chính vì những cái điều đó nó cho thấy rằng rõ ràng rất có thể là luật pháp của Việt Nam và luật pháp của Hoa Kỳ đó hiện giờ nó vẫn có cái khác nhau, và cách nhìn nhận các cái vấn đề liên quan đến cái việc như vậy nó cũng phải khác nhau, chứ không thể là nói rằng nhiều ý kiến ở trong Việt Nam thì nói rằng là không thể nhân danh để mà ra mắt cuốn sách, hay là nhân danh một cái trường đại học như mà Fulbright để mà cuối cùng tuyên truyền hoặc là đưa ra những cái thông tin lung tung làm nhiễu loạn, là đưa ra hàng loạt các thuyết âm mưu và liên can đến các cái người quan chức của Việt Nam, rồi trong đó thì cài đặt nhẹ nhàng vào những cái gọi là các cái diễn biến hòa bình hay là những cái thuyết âm mưu để tạo ra những cái sự nghi ngờ ở trong người dân, đủ chuyện hết. Nói chung rằng có khá nhiều các ý kiến đánh giá, và chúng ta cũng chưa biết thật sự cái lý do mà tại sao Đại học Fulbright đã không cho ra mắt cuốn sách này. Thì không biết rằng trong cái chương trình tới đây, ngoại trừ Đại học Fulbright ra, thì ông Ted Osius có tiếp tục ra mắt cái cuốn sách này nữa hay không, và ở trong Việt Nam ông ta sẽ tiếp tục ra mắt ở đâu,
hay là mãi mãi sẽ không được ra mắt và cũng mãi mãi sẽ không được in theo cái kiểu là ấn bản tiếng Việt tại thị trường của Việt Nam? Đó là một câu hỏi cũng là rất là hợp lý, nhưng mà chúng ta phải chờ đợi cái câu trả lời. Và cái câu trả lời thì không biết khi nào mới có và ai sẽ là có trách nhiệm để mà trả lời những cái câu hỏi như thế này, thì chúng ta phải tiếp tục chờ đợi và để coi thử coi nó sẽ như thế nào. Thì đó là một số những cái ý kiến cho thấy rằng liên quan đến vấn đề của cái cuốn sách của ông Ted. Thì ông này sau khi mà rời khỏi cái chức vụ lãnh coi như là đại sứ của Việt Nam thì cũng có một năm làm vai trò quản lý của trường đại học Fulbright ở thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên chỉ đúng một năm thôi, thì hiện giờ thì ông này cũng đã rời cái nhiệm sở rồi. Khi mà chúng ta dùng cái từ ông này thì cũng không biết là nó có đúng hay không, bởi vì Ted OCS thì cho rằng ông ta là cái người nằm trong cái giới là thứ ba, tức là giới đồng tính, và có một cái người phối ngẫu đó thì cũng là một cái người nằm trong giới đó nữa. Thì chúng ta cũng chưa biết, có thể là chúng ta có thể là gọi ông hay là gọi bà gì đó. Nếu như người nào làm vợ thì người đó gọi bà thôi, cũng có thể gọi là bà Tess. Đó là cái điều mà rất là thực tế, và cái điều này thì nó không có liên quan đến cái cuốn sách. Chúng ta không vì cái vấn đề giới tính để mà đặt cái việc ông này như thế nào. Tuy nhiên thì những cái điều mà ông ta viết trong cái cuốn sách có lẽ rằng bị chỉ trích rất là nhiều và bị bàn cãi rất là nhiều. Cũng có người khen chứ mấy người khen, nhưng mà ở nhiều cái góc độ chê có lẽ rằng nó nhiều cái thông tin hơn. Đó là cái điều thực tế cho thấy đến ngày đến lúc này thì chúng ta tìm thấy như vậy. Còn cái nội dung cụ thể của cuốn sách như thế nào thì khi mà có cái điều kiện hơn thì chúng ta sẽ đề cập mà nó chất chi tiết hơn, nhưng mà bây giờ thì thấy chưa đến lúc là cần thiết, cho nên chúng ta cũng là tạm dừng ở đây. Rất là cảm ơn quý vị, xin kính chào.